thời gian ở tù, tôi cũng có nhiều dịp để khâm phục những người tù bất khuất. Tôi đã có dịp nêu tên tuổi ở những phần đầu khi tôi gặp họ ở trại tạm giam. Ở phân trại C này, tôi tiếp tục khâm phục một người khác, Linh Mục Phan Thanh Luân. Cha Luân sinh quán Phan Rang, cha còn trẻ, khoảng 37 tuổi, bị kết án chung thân vì tổ chức phong trào chống cộng ở địa phương. Vào trong tù, cha vẫn tiếp tục chống đối. Bao nhiêu lần viết kiểm điểm, cha đều viết vỏn vẹn mấy chữ: chế độ cộng sản độc tài tàn bạo, nặng trừng phạt trả thù, không có khoan dung. Cha Luân đã bị nhốt xà lim nhiều lần. Các cha khác khuyên cha nên nhẫn nhục hơn, nhưng cha đã dứt khoát trả lời: cha muốn làm một viên gạch lót đường cho người yêu nước bước lên đi tới. Trong đợt kiểm điểm cuối năm 1982, cha Luân lại chỉ biết như cũ. Cha Luân bị nhốt từ tháng 12 năm 1982 đến khi tôi rời trại Xuân Phước tháng 10 năm 1986. Nhiều người khác đã chết, nhưng cha vẫn còn sống. Cha đã yếu lắm. Lần cuối cùng khoảng giữa năm 1986, an ninh gọi cha ra để viết kiểm điểm. Cha Luân trả lời: cha không biết viết. Cha Luân đã quyết chết. Ý nguyện của cha là làm viên gạch lót đường, nhưng không biết có người nào bước lên viên gạch tên Luân để đi được bước vững chắc trong sứ mạng chống cộng hay không. Có lẽ giờ đây cha Luân đã chết. Cha sống được cho đến ngày tôi rời trại tháng 10 năm 1986, đó là điều lạ lùng. Đã từng nhiều lần ở Sà Lim, tôi biết sức chịu đựng con người cũng giới hạn. Trước đây, Sang, Ánh chịu hơn 2 năm, chúng tôi khâm phục lắm. Chế độ kỷ luật chỉ ăn 9 ký mỗi tháng trên lý thuyết, trên thực tế có thể ít hơn. Có nhiều người như Lê Quang Minh rất khỏe mạnh, đã chết sau 3 tháng. Thiếu tá Bùi Nguyên Nghĩa chỉ chịu có 2 tháng là chết. Xà Lim trại cải tạo, nơi chứng nghiệm sức mạnh của tinh thần và niềm tin, nếu bình tâm, thoải mái, tự tin, có thể kéo dài được sự sống hàng nhiều năm. Nếu lo âu bức rứt, tiếc nuối ân hận, thì sẽ chết trong thời gian ngắn. Tháng 3 năm 1983, chúng tôi được chuyển trại ra khu B. Những anh ở kỷ luật vẫn tiếp tục bị giam giữ. Bọn chỉ huy đã xin cả một đại đội địa phương từ trên tỉnh xuống bảo vệ trại, sau khi đã bắt giam và cô lập một số người bị nghi ngờ. Bọn chúng tin là tù có thể nổi loạn thì ít, mà muốn làm lớn chuyện đã lập công thì nhiều. Vì có thể chúng hy vọng giam một số người đông đảo trong tù, sẽ có người chịu không nổi sẽ nhận tội. Và đối với pháp chế cộng sản, chỉ cần một số ít người nhận tội là chúng có thể đưa một đám đông ra tòa, tạo thành một vụ án to lớn để báo lên Bộ Nội vụ. Lúc đó tại Xuân Phước lại được thưởng lãng qua, bọn chỉ huy và an ninh lại được thăng cấp. May mắn là không ai chịu nhận những cáo buộc tày trời đó, mà tội danh đó trong trại có thể bị xử tử hình. Không kể các anh Vũ Văn Ánh, Khúc Thừa Văn, Bùi Lượng bị giam đã gần 2 năm, nhưng vụ Ngô Văn Ly rã trường đơn. Những người khác mới bị giam hơn 5 tháng, mà ai nấy đều chỉ còn da bọc xương. Những lúc tù trong Xà Lim được dẫn đi tắm, nhìn thân thể tàn tạ của họ, không ai khỏi xúc động. Thất thiểu dắt díu nhau để đi, người còn khỏe dù người yếu hơn. Được đi tắm là một đặc ân đối với người bị kỷ luật. Có khi mỗi tháng một lần, có khi 3 tháng chưa được nhắc tới. Tắm đối với người ở Xà Lim là một hạnh phúc lớn lắm. Được rút chân ra khỏi cầu một lúc, được đi ra ngoài trời, được nhìn và sưởi trong nắng, được nghe và hưởng gió mát,
được hít không khí trong lành, được tạm quên mùi hôi thối do nước tiểu và phân của chính mình bài tiết ra trong cái thùng đạn đại liên đầy đến miệng mà trật tự cũng không đổ đi, được ngâm mình trong nước một lúc. Do đó, dù có gần chết đến nơi, được tắm cũng ráng mà dìu nhau đi. Tắm đối với phân trại B không những quý đối với tù tạm giam ở Xà Lim, mà còn quan trọng với ngay cả tù được đi lao động. Đó là một chính sách của trại đối với những người tù cải tạo không tiến bộ. Hệ thống bơm nước vào các hố chứa trong trại bị cắt, trại không có giếng vì nằm trên đồi đầy đá. Nước lấy từ con suối Trà Bương. Suối nước ở rừng núi miền Trung mùa mưa nước lũ tràn bờ chảy như thác. Nước suối mùa mưa rất độc vì nước cuốn theo bao nhiêu rác rến lá cây độc, nhất là lá cây sơn, thân cây sơn mục. Mùa mưa nào đem về lòng suối càng nhiều lá cây mục thì năm đó có nhiều người chết vì những chứng bệnh lạ, sốt lên rồi chết nhanh chóng, kể cả ngoài khu dân cư bên kia suối. Mùa nắng, suối dần dần cạn, khô lại, chỉ còn nước ở những nơi trũng không thông được. Khoảng nước ao tù đó dùng nhiều công việc, tưới rau cho đội rau xanh, đội vệ sinh, đội rửa thùng phân và thùng nước tiểu, đội chăn nuôi cho bò uống nước, cán bộ giặt quần áo và tù tắm giặt nấu ăn uống. Nhưng được lặn hụp trong khoảng nước đục ngầu chứa đựng đủ thứ rác rến, phân người, phân súc vật, băng vệ sinh phụ nữ đó không phải là dễ, vì phải lao động tốt. Quy chế mới được ban hành, tù chỉ được tắm mỗi tuần 2 lần theo tiêu chuẩn, còn những lần tắm khác, nếu có, là do sự thông cảm của cán bộ nhận xét qua thành tích lao động của mỗi buổi. Lệnh ban ra thật gọn gàng và nhẹ nhàng. Không lao động tốt, không được tắm và lấy nước về nấu rửa. Tới gần cuối giờ lao động mỗi buổi, tất cả tù trong đội đều hồi hộp chờ một lệnh ban ra, thu dụng cụ đi tắm hay là thu dụng cụ về trại, kèm theo chỉ thị kiểm điểm của anh A, anh B vì lao động lề mề, vì cải thiện linh tinh. Một người làm sai, cả đội bị trách nhiệm lây, do đó tập thể phải thúc đẩy, xây dựng lẫn nhau, nghĩa là phải đấu tranh tố cáo nhau kịch liệt. Người tù ngây thơ nào cũng biết đó là mưu kế của Việt Cộng để gây mâu thuẫn và hiềm khích. Tình đồng cảnh cũng mạnh nên thảo luận qua quýt, phê bình đại khái, rồi cười thông cảm. Nhưng chuyện không xảy ra một ngày, một buổi, mà sự việc xảy ra đều đều mỗi ngày trong nhiều năm. Mùa hạ nắng chang chang như đổ lửa, mồ hôi quyện với tro than vì cuốc gốc mía mới đốt, mặt mày lấm tềm lên như mọi, thì một phút nhảy ùm xuống nước cũng rất cần, đừng nói khẩn trương trong 5 phút tắm. Trường hợp đó mà phải vác cuốc về trại vì A, B gì đó làm lao động lề mề, dựa dẫm, dù có biết đó là âm mưu của Cộng sản gây nên hiềm khích, vẫn cứ tố nhau, phê bình nhau, đấu tranh thật tình, đề nghị biện pháp xử phạt lên cán bộ quản giáo. Cán bộ quản giáo có cùng một người tù, có hạn chế mức ăn, cấm viết thư thăm gặp cũng do đề nghị của đội, của tập thể, không phải là ý riêng của cán bộ. Nhờ những biện pháp như tù phải đi chân đất đi làm, ăn uống theo các tiêu chuẩn bình bầu, chế độ tắm rửa, chế độ giam cầm kỷ luật, trại Xuân Phước, tức trại A-20, nổi tiếng toàn quốc là trại trừng giới ác liệt, là địa ngục trần gian. Đối với anh em kỷ luật, chúng tôi phải nghĩ làm cái gì cho họ? Một viên thuốc, một cục đường trong Xà Lim, giá trị gấp trăm gấp ngàn lần ở ngoài. Móc nối được 2 trật tự Dũng và Cảnh, anh Phạm Văn Đồng đã tổ chức được 2 hình sự Sơn và Thuận sẵn sàng bay, tức là nhảy tường đem đồ tiếp tế vào khu Xà Lim. Giờ bay là những buổi trưa phiên trực của Dũng và Cảnh. Đường dây tiếp tế kéo dài được gần 3 tháng, đến ngày 9 tháng 6 thì bể. Nguyên do trong một phòng giam có anh Trần Quý Phong và anh Bùi Ngọc Phương,
Anh Phong nhận tiếp tế chia chác không đều. Ông Phương đòi thêm. Anh Phong đã nặng lời với ông Phương, nên ông Phương tức giận tố cáo. Và tai hại là khi bị xét, anh Trần Quý Phong còn giữ số quà chưa ăn hết. Sơn, Thuận, Đồng và Ngô Ly bị bắt sau đó vài ngày. Các anh Nguyễn Chí Hiền, Nguyễn Hữu Giao và tôi bị bắt. Chúng tôi nhận là có cho Đồng và Ly quà. Các anh Giao, Hiền được thả ra sau một tuần kỷ luật và tôi tiếp tục bị giam. Nguyễn Minh Lý, tức Lý Lé, trưởng ban an ninh tổng trại làm việc với tôi. Hắn nói đáng lẽ giam tôi cùng đợt đưa vào trong C năm ngoái, vì tôi đã tổ chức một đảng chính trị trong trại, tên là Lực lượng Dân tộc Việt, và chính tôi đã tổ chức vụ tiếp tế cho đồng bọn ở trong Sà Lim. Tôi nghĩ hắn nói dốc, chắc là hắn mới nhận được báo cáo của một tên đặc điều nào đó, vì nếu tôi bị báo cáo từ trước, làm sao hắn chừa tôi ra không nhúc? Tôi nhất định khai là tôi chỉ cho quà do em Đồng xin. Chúng tôi đã thỏa thuận với nhau vì những lời khai từ khi mới bắt đầu làm công việc nguy hiểm. Còn tổ chức đảng chánh trị là một điều không thể có. Và lại cái tên Lực lượng Dân tộc Việt là một tên của tổ chức chánh trị có từ trước năm 1975. Nếu tôi có tổ chức đảng chánh trị, tôi không đặt trùng hợp như vậy. Lý cho bắt nhốt thêm những người bạn thân của tôi là Khổng Hữu Diệu, Trịnh Đình Lâm, Co Soi Biên, Nguyễn Tú Cường. Hai chân tôi bị còng chéo đến mức cùng. Còng chéo, hai chân bị đóng cứng chặt giữa hai cái còng hình chữ U và thanh sắt xương. Vì độ cao của thanh sắt dỡ hỏng hai chân lên, thành ra không thể nằm thẳng lưng. Vì nằm thân mình căng ra, hai chân bị siết chặt vào sắt, đau buốt tận tủy ốc, đau đớn liên tục. Những người bị còng phải dùng hai khuỷu tay để chống hoặc cởi tất cả áo quần ra, trên ngang thắt lưng mới chịu được một thời gian. Chờ một vài ngày, hai cổ chân gầy đi, xoay được lật úp lại thì hai chân sẽ thẳng ra, nhưng phải nằm sấp. Nhưng chỉ trong vài ngày, chân đã sưng húp vì ban đêm bị lắc còng điểm danh. Cách bức cung này không ai có thể chịu được, phải khai và nhận. Đoán hắn dựa vào báo cáo mù mờ và không có thật, nên phải khai báo thế nào để hắn có thể chấp nhận được. Sau một tuần bị cùng chéo, tôi khai rằng tôi được chỉ định đọc báo cho toàn nhà nghe. Thỉnh thoảng giờ rảnh rỗi, ngồi với nhau cũng bàn với các bạn những điều đăng trong báo. Đó là bài tham luận của Nguyễn Lam trong Đại hội kỳ 5. Xác nhận những sai lầm về kinh tế. Trong khi nói chuyện với bạn bè, tôi có đưa ý kiến riêng là khi đã nhận là sai lầm kinh tế, tức phải có những biện pháp đổi thay. Mà đã thay đổi kinh tế thì phải thay đổi chính trị ở mức độ nào đó. Phải đến lúc chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cần đến sự trợ giúp của người Mỹ, và phải có những thay đổi cần thiết. Những điều tôi nói đó không xa sự thật, không mới mẻ gì, vì từ đầu khi tôi bị bắt, tên trưởng ban chấp pháp Đại tá Nam Thành ở Sở Công an thành phố nói với tôi là hắn và thượng cấp của hắn biết là chỉ có Mỹ mới giúp cho Việt Cộng thoát khỏi những khó khăn kinh tế. Nhưng theo hắn, Mỹ sẽ đến Việt Nam với những điều kiện Việt Cộng đặt ra. Tôi cũng nghĩ Mỹ sẽ trở lại Việt Nam nhưng với điều kiện của Mỹ đặt ra, sau khi đã cô lập đến độ làm Việt Cộng phải ngã quỵ, quỳ xuống van xin. Dĩ nhiên, tôi không nói điều tôi nghĩ ra. Tôi giả nghe Nam Thành nói nhưng nghe một điều mới lạ. Bây giờ, tôi dùng lý luận đó để nói với tên Lý, một cán bộ cấp thấp, để nó thấy điều tôi nói hợp lý, không buộc tội tôi càng tốt. Còn nếu làm hồ sơ, tôi sẽ viện dẫn những điều tôi nói là tài liệu tôi đọc được của Nguyễn Lập. Tôi đã đối phó đúng. Các người bạn tôi được thả ra trong thời gian ngắn, và tôi được thả ra sau 3 tháng bị giam Sà Lim.
không thể tiếp tế được cho các bạn bè còn bị nhốt và hậu quả trầm trọng đã đến. Tháng 11 năm đó, ông Bùi Ngọc Phương chết. Tội nghiệp một con người được tiếng là tỷ phú, mà đến lúc chết thèm một chút hơi béo, một hơi ngọt mà không có. Rồi lần lượt lên một Nguyễn Huy Chương, ông Bùi Lượng, anh Đức, Khúc Thừa Văn và lên một Nguyễn Văn Vàng chết trước, sau, tùy sức chịu đựng của mỗi người. Khúc Thừa Văn bị quá kiệt lực, được đưa ra trạm xá. Gặp lúc gia đình có thân nhân là cán bộ Việt Cộng xin phép Bộ Nội vụ đến thăm, nhưng quà đến quá trễ, không đủ phục hồi được một thân thể đã kiệt sức hơn 3 năm bị giam kỷ luật. Trước khi chết, anh Văn còn đủ tỉnh táo để mời những người bệnh nằm chung mỗi người một điếu thuốc và gửi cho anh em hình sự 2 điếu đến ngày hôm sau chuyển lại cho Mai Văn Hoàng và tôi, là 2 người mà anh Văn cho rằng đã hiểu anh, không phải là người hèn nhát. Những người khác như các anh Lê Văn Sanh, Trần Văn Sang, Đoàn Phan Trí, Biểu Văn Ánh, Nguyễn Minh Hoàng, Châu Sáng Thế, Nguyễn Hữu Nghĩa, cụ Lê Sáng, nhờ được lệnh chuyển trại của Bộ Nội vụ. Cuối năm 1984, đến trại mới, họ được ra khỏi kỷ luật nên thoát chết thảm vì đói và kiệt lực trong xà lim. Đây là những người tù bất khuất, nếu không công khai chống đối, thì cũng là người luôn luôn giữ tư cách đúng đắn, để lại trong lòng anh em sống chung những tình cảm tốt đẹp.